Xin chào các bạn. Trong chuyên mục về thông số kỹ thuật của Motorum Oli ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái mã là MVE-3N với công suất là 0.08 kW và 0.09 kW. Thì ở đây mình đang chuẩn bị cho các bạn hai con Motorum cùng mã là MVE-60-3N có công suất là 0.08 kW bên trái mình, và bên phải mình là 0.09, và lực rung của nó đều là 0.7 kN, tương đương với lại kg là. Thì đây là dòng động cơ 3 pha hoạt động ở điện áp là 220/380V các bạn ạ. Tốc độ của động cơ sẽ quay 3.000 vòng trên 1 phút vì đây là dạng động cơ 2 cực, hay là gọi là 2 pole các bạn ha. Và nó hoạt động ở tần số là 50Hz. Với mã MVE-60-3N này, hai công suất tuy là công suất 0.08 và 0.09 nhưng nó có cùng kích thước các bạn ha. Vậy thì mã MVE-60-3N sẽ có chiều dài là, và chiều cao tính từ đáy, tức là cái phần chân bắt vít này lên trên đỉnh này, sẽ có chiều cao là, và tâm lỗ bắt vít tính từ vị trí tâm lỗ này, hai cái tâm lỗ này sẽ có chiều dài là, và tâm lỗ bắc vít tính từ phương ngang, tức là lỗ bên đây, tâm lỗ bên đây, từ bên phải qua bên trái sẽ có chiều dài là. Và đây là dòng động cơ rung được sử dụng trong ngành công nghiệp. Nó sẽ giúp phân loại, tách hoặc là di chuyển những cái sản phẩm dựa trên cái nguyên lý rung các bạn ha. Các bạn có thể thấy là motor rung của chúng ta nó sẽ tạo ra cái lực rung khác nhau. Nếu các bạn lắp một con như thế này, thì motor rung nó sẽ tạo ra một cái lực rung theo cái phương là 360 độ hình tròn. Vậy thì sẽ có nhiều cái ứng dụng các bạn thấy được là nhà thiết kế họ lắp hai con motor rung như thế này. Thì trong những cái trường hợp mà lắp hai con motor rung như thế này, thì lực rung nó sẽ tạo ra theo cái phương là tịnh tiến, tức là nó sẽ đi thẳng các bạn ha. Thì đó là theo về nguyên lý cơ học khi chúng ta lắp hai con này. Đồng thời với hai con này phải cùng công suất, cùng thông số ha, và nó sẽ cùng những cái chi tiết như là lắp đặt phải cùng phương giống nhau như thế này, thì nó mới tạo ra được cái chuyển động tịnh tiến đó. Thì các bạn sẽ thấy được trong một số cái băng tải rung, người ta sẽ lắp hai con cùng một lúc như thế này, cũng như đó là những cái lời khuyên của nhà sản xuất Motorum Oli. Và các bạn có thể nhìn về cái tổng quan bên ngoài của Motorum Oli, về cái nước sơn nó hoàn toàn bóng. Nếu các bạn nhìn ở phương diện nào hoặc là góc độ nào, các bạn cũng sẽ thấy được là cái độ bóng của nó và rất là nhẵn mịn. Đồng thời đây là cái form kiểu dáng của Oli. Các bạn có thể so sánh với những cái thương hiệu khác ở trên thị trường về nước sơn cũng như là cái kiểu dáng bên ngoài, và mình tin chắc với các bạn rằng là nước sơn của Oli, khi các bạn nhìn vào, các bạn so sánh sẽ thấy được sự khác biệt. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái sự khác biệt của cái dòng này với những cái thương hiệu khác ở video sau ha. Về cái tiêu chuẩn kháng bụi kháng nước của cái mã MVE-60-3N này, nó sẽ có tiêu chuẩn IP là IP65. Và bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem về cái búa rung bên trong của cái mã MVE-60-3N này nhé. Thì các bạn có thể thấy là với cái mã MVE-60-3N của chúng ta, thì búa rung của nó là một dạng búa rung như thế này. Thì tức là nó sẽ được kết hợp từ nhiều cái tấm thép, lá thép kết hợp lại với nhau tạo thành một cái búa. Cụ thể con này nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái lá thép gộp lại với nhau tạo thành một cái búa rung, và nó được lắp lệch tâm như thế này các bạn. Và đầu bên kia cũng như vậy ha. Thì khi những cái lá thép này được lắp lệch tâm như thế này, thì động cơ của chúng ta chuyển động 3.000 vòng trên 1 phút khi nó lắc, thì nó sẽ tạo ra được cái độ rung lắc, các bạn thấy không? Vậy thì khi chúng ta muốn điều chỉnh cái lực rung của dòng MVE-60-3N này, thì các bạn có thể sử dụng ba cách. Cách thứ nhất, các bạn có thể giảm bớt cái lá thép ở đây. Thì nhà sản xuất Motorum Oli họ đã thiết kế cho chúng ta cái phần vị trí này là cái phần vị trí tháo ốc, thì các bạn có thể giảm bớt cái lá thép xuống để nó giảm lực rung xuống. Cách thứ hai, các bạn có thể điều chỉnh cái phương hướng của cái lá thép này theo cái chiều khác nhau cho nó gần như là đồng tâm, hoặc là các bạn điều chỉnh một nửa lá thép này xoay ngược nó lên, và chúng ta làm tương tự với đầu còn lại để hai đầu nó cân bằng, thì nó sẽ giảm được cái lực rung. Và cái cách thứ ba là các bạn sử dụng biến tần để điều chỉnh lực rung. Thì đó là ba cách để chúng ta có thể điều chỉnh lực rung với cái mã MVE-60-3N này. Quay trở lại với cái tiêu chuẩn kháng bụi kháng nước IP65, thì các bạn sẽ thấy là tại cái vị trí mà cái nắp với cái phần thân của motor, các bạn sẽ thấy ở đây nhà sản xuất Motorum Oli họ làm một cái ron rất là chắc chắn. Các bạn thấy nè, cái ron đen này
Để mình tháo ra cho các bạn xem. Đây. Các bạn thấy với cái ron này được lắp ở đây, tại vị trí này nó sẽ giúp cho motor room của chúng ta hạn chế được bụi và nước vào bên trong. Và cái phần nắp này các bạn thấy nó được rất là dày ha. Và điều này mình xin khẳng định với các bạn là so với những cái thương hiệu khác trên thị trường thì cái nắp này rất là mỏng và ọp ẹp, dễ bị cấn móc. Và các bạn thấy đó. Khi chúng ta siết ốc lại thì các bạn sẽ thấy tại cái vị trí này có cái chỗ cái ron thì nó sẽ rất là khít và bụi sẽ không vào được bên trong đâu ha. Thì đó là về cái tiêu chuẩn kháng bụi kháng nước của motor room Oli. Và tổng trọng lượng của một cái con motor room Oli MVE60-3N này nó có tổng trọng lượng là 4.7 kg các bạn ha. Đây, cân nặng của nó là 4.7 kg. Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về thông số kỹ thuật của motor room Oli có mã là MVE60-3N, tương đương với công suất là 0.08 kW và công suất 0.09 kW. Ở đây với cái mã MVE60-3N của chúng ta nó sẽ có hai công suất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.